Mọi người ơi, đi bơi cùng anh Viên nè. Ê khoan, ai mà nhảy như vậy, để Viên chỉ cho. Đầu tiên để mà xuất phát như vận động viên á, là mọi người để chân trước chân sau. Sau đó mình sẽ trụ lực ở chân trước và khuỵu gối ở chân sau, khom người cao mông mà mình sẽ xuất phát. Bây giờ thực hành cùng Viên nha. Mọi người đến học bơi cùng Viên không chỉ học bơi như vận động viên chuyên nghiệp mà còn được bơi ở hồ bơi đạt chuẩn thi đấu. Ở đây còn có hồ nhỏ để cho các bé tha hồ bơi lội nữa nha. Được hướng dẫn tận tình bởi chính anh Viên. Cơ sở vật chất sạch sẽ và hiện đại. Được đi bơi sau giờ học giờ làm thì thiệt là đã. Mọi người có thể đi bơi với Viên nha. Từ thứ hai tới thứ sáu mình bơi từ lúc 5 giờ tới 7 giờ 30 hàng ngày. Còn thứ bảy chủ nhật thì mình sẽ mở cả ngày. Hồ bơi thuộc trường quốc tế Canada quận 7 do đích thân Viên quản lý và vận hành, nên mọi người cứ yên tâm tới bơi nha. Hẹn sớm gặp lại mọi người.